Hello các bạn, thì bữa nay mình sẽ chia sẻ các bạn là chế một cái lọc lọc nước nha, nhưng mà không sử dụng máy bơm nha. Đây, đây là nước của cá mình đã xử lý một kề nè, rất là trong luôn. Đây là hai cái mình làm nha. Đây mình sẽ chia sẻ các bạn để cách làm hiệu quả nha, cho các bạn mới chơi mà không có mua được máy bơm rồi đó. Nhưng mà cái này là hộ nhỏ thì mình nên làm này là quá ok luôn các bạn, nước trong nè, còn lại làm cái lọc là hút đáy luôn nha. Đây các bạn, hai bên là nước rất là trong luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái lọc ra cho các bạn xem nha, rồi mình hướng dẫn các bạn làm nha. Đây các bạn thấy không, không sử dụng máy bơm, nước chảy vô luôn, quá ok không. Rồi mình lấy ra nè, nó để cao cho nó còn chảy ra nữa các bạn không. Mình đặt nó quay xuống đây các bạn, úp cái dây nó ra nghe các bạn. Rồi các bạn, đây là cái lọc mà mình chế nè, để mình xả nước ra để nó chảy nhẹ quá. Này. Làm rất đơn giản các bạn. Nè đây là cái máy nha, này là ở trong nè, đây. Các bạn lọc có một ngày máy là rất là dơ luôn nè. Đây. Thấy không? Rất là hiệu quả. Rất là dơ luôn không? Rồi trong đây là mình bỏ mấy cái sò với lại nhâm thạch để cho nó trong nước, với lại nó giữ thăng bằng cho cái này nè, nó nặng các bạn, nặng cho nó chìm xuống nha. Rồi đây này không, rất đơn giản. Đây là mình đây. Rồi bắt đầu mình tiến hành chỉ các bạn nha. Thì thứ nhất là cái mình sử dụng cái ống này là ống ống ngoài điện nước đó, nó kêu bằng ống 16 nha, ống 16 trắng. Các bạn nhớ kiếm ống 16 trắng nha. Xong mình mua 1 2 3 4 4 cái con. Thì cái này là sự mình tay các bạn, cái họ các bạn muốn sử dụng cái lon nào cũng được. Thì bên này mình đang sử dụng là cái chai đựng trà sữa thì nó cao, thì mình làm ra nè các bạn. Giờ mình phát, nhất là phát cái lỗ đây, một bên ở trên một bên ở dưới, xong thì mình đút cái co này vô rồi mình chấm keo lại. Thì cái bên đây thì một bên là đi xuống để nó gì, cái này là phần đi xuống này nè, để nó hút đáy nè. Còn cái phần này là ở dưới, nó khi mà chuyền đây là đi xuống dưới. Cái này nó mình sử dụng cái này là cái vòi oxy nha các bạn. Thì mình chạy bằng cái máy oxy nha, chứ không sử dụng cái máy bơm nha. Thì mình chạy bằng cái máy oxy hai vòi. Thì một chút mình sẽ quay cái máy oxy nha. Thì này ở đây thì các bạn không cần phải làm thêm, nhưng mà ở dưới đáy á, cái dưới đáy này nè các bạn, cái co xong các bạn phải làm dài một phút như vậy nữa, nó gần sát bên đây nè, để khi mà các bạn để mà các vật liệu lọc này xuống á, thì nó không bị bít cái mặt nha, bít cái mặt ống này nè ở trong á, nên các bạn làm dài. Còn ở trên này thì không cần phải làm dài nha. Rồi thì các bạn chỉ cần
như vậy là hai cái hai bên là xong, để mình là làm đối xứng để cho nó khỏi các bạn. Thì mấy cái này mình khỏi, mấy cái ống này mình khỏi cần dán keo gì hết, mình cứ cắm vô là xong rồi. Còn phần này nè các bạn, cái khi mà cái dò dưới nè, cái ống cái co dưới á, thì mình nên khoan cái lỗ hoặc là lấy cái gì mà nóng á, khoan từ trên xuống nha. Khoan xéo á, các bạn đừng khoan ngang hoặc ở dưới lên mà khoan xéo, tại vì các bạn khi mà các bạn để dây á, nếu mà các bạn để dưới á thì các bạn co lên vậy nên nó sẽ bị cúp ống, thì cái lượng oxy thổi là rất thấp, nó bị hạn chế nha. Do đó các bạn nên đục xéo xuống thì cái lượng oxy nó, cái dây oxy nó sẽ rất là thẳng nha các bạn, nó ok luôn á. Rồi còn cái này là cái mấy cái chân này nè, tại mình có của mấy cái bơm trước á, mình gắn cái này vô. Gắn cái này vô nè. Tại vì cái của mình nó, mình cái nhỏ quá. Nhưng mà các bạn làm mấy cái lon thì khỏi cần gắn cái này, thì tại vì cái dòng chảy ở trên này nè. Dòng chảy này nè, rất là mạnh. Để các bạn nha các bạn. Nó thổi cái này đi luôn đó, do đó mình phải cố định nó bằng mấy cái nút này nè, nút dính. Còn này trong đây thì mình cứ như là bỏ nhầm thạch vô nha. Đây mình bỏ nhầm thạch vô nè, rồi xong bỏ mấy cục sứ nhỏ vô. Mình nghĩ là các bạn bỏ ít thôi. Bỏ vô đặng cho nó cố định các bạn, chìm xuống. Nếu các bạn này rất là dơ nè. Giờ mình làm cái mới cho các bạn xem. Xong rồi lấy cái bông lọc này các bạn. Cái của mình nhỏ mình cắt nha. Cắt nhỏ vô mình nhét vô. Thì đây mình nhét nhiều bông lọc thì càng tốt nha, nó lọc nước rất là trong luôn. Đó không mày. Này cỡ 4-5 ngày các bạn, tại vì cá này mình cho ăn mồi kia thì nó cũng không dơ. Các bạn cho mồi ăn mồi thức ăn thì nó dơ kìa. Nghĩa là các bạn bỏ càng nhiều cái bông lọc đó để nó lọc nha. Còn ví dụ mình muốn bổ sung mấy kia thì mình bỏ vào cái hũ để ngoài. Rồi cái này nữa mình đậy nắp lại nha, đặc biệt mới đậy nắp. Khi mà các bạn cho vô nước á thì các bạn nên bạn cho vô nước thì các bạn nên sử dụng mấy cái cục này để giữ lại nha các bạn. Này nó cái này nó thổi rất là mạnh. Rồi bây giờ mình chỉ cần mình đem mình nè để vô cho các bạn xem nha. Tại mình để dưới cái hộp cá lồng lên nè. Nhưng mà trước khi đó mình phải cho nước nó đầy nha. Rồi đầy để nó hút nước được nước nè. Đây là cái đầu nè, gắn vô cái đầu. Máy bơm nè, đây là máy bơm nè các bạn. Đây là máy bơm hai đầu nha. Gắn vào. Đây nha các bạn. Đó thấy không? Phì phì nước luôn nè. Đó. Quá ok không? Đây là cái thao các bạn.
là cái phần ở dưới là một cái ống không, ống còn quay nè, thì nó cái này nó chèm không quay lên bạn thấy không, nó hút vô đó không, đó là nó hút đáy đó. Làm này rất là hiệu quả luôn các bạn, hút đáy cực kỳ hiệu quả luôn đó các bạn không, cực kỳ hiệu quả luôn á. Nước trong vắt luôn, sao nước chảy nè, sao nó tạo một cái dòng chảy thì nếu mà tạo được dòng chảy thì cá nó sẽ bơi lội vận động thì cá nó mạnh khỏe hơn nha các bạn. Thì mình sử dụng đây là cái bơm hai bồi thì mình làm hai cái rồi. Và đang mạnh cho mình chia sẻ cho các bạn làm một cái ống lọc luôn, cái này cũng ống lọc trong rồi, rất là hiệu quả cho các bạn nuôi cá cái hồ nhỏ nha, nhiều nhiều các bạn xem nha. Rồi các bạn nếu mà các bạn thích hay, các bạn nhớ like đăng ký chia sẻ nha để nhận những video tiếp theo nha. Rồi tạm biệt các bạn.